Câm thân mến, chúng ta bước vào cái chương thứ tư của chương trình đại số lớp 12. Ta tìm hiểu về số phức. Trước đây thì chúng ta đã học về số tự nhiên này, học về số nguyên này, học về số hữu tỉ, số vô tỉ này, rồi ta học về số thực này. Cho đến thời điểm này thì tập số thực chính là cái tập số lớn nhất mà các em được biết, nó bao quát nhất. Đấy, tập số thực hiểu nôm na là tất cả mọi số có thực. Thế thì bây giờ chúng ta lại tìm hiểu về một cái tập số nó lớn hơn tập số thực nữa. Đấy là số phức. Đấy. Nôm na là thế này. Nếu chúng ta biểu diễn bằng giải đoạn Venn, đây là cái tập hợp biểu diễn số thực, thì tập biểu diễn số phức sẽ là tập lớn hơn. Thay là cái khác, tập số thực là tập con của tập số phức. Nhé. Số phức hay còn có cái tên gọi khác nữa là số ảo. Thì trong các cái bài giảng của thầy, thầy rất luôn muốn giảng cho các em về lịch sử ra đời, về ý nghĩa cũng như là ứng dụng. Thế nhưng mà riêng với số phức thì cái phần ra đời cũng như là cái ứng dụng của nó hơi phức tạp một chút, cho nên cái phần đó không có trong cái chương trình chính thống. Thế thì bây giờ thầy cứ giảng theo cái chương trình giống như sách giáo khoa cái đã, rồi sau đó thầy sẽ có một cái video riêng để cho các em tham khảo thôi, chứ cái nội dung này không thi nhá. Thầy giảng về ra đời, ý nghĩa cũng như là ứng dụng của số phức trong giải bài tập hình học, cũng như là ứng dụng số phức trong việc giải một số bài toán liên quan đến mạch điện xoay chiều. Thì các em theo dõi các video đó ở những bài sau nhé. Bây giờ ta trở về với cái nội dung số phức. Thế số phức là gì? Em nhớ là tập hợp số thực thì biểu hiện bằng chữ R, real. thì tập hợp số phức sẽ biểu hiện bởi số C, để viết tắt của từ tiếng Anh complex, có nghĩa là phức hợp, phức tạp. Tập số phức kiểu chữ C thì một cái số phức z nào đó sẽ được biểu diễn bằng a cộng với b nhân y, trong đó a, b là các cái số thuộc tập số thực R. Còn y, em làm quen với một khái niệm mới là đơn vị phức. Y là đơn vị phức. Trong đó y bình phương lại bằng trừ 1. Thì cái chỗ này làm cho các em hơi khó thụ một chút đây này. Đấy. Y bình phương lại bằng trừ 1. Nhớ, y là đơn vị phức và y bình phương là trừ 1. Hãy tạm thời chấp nhận cái điều này và hiểu cái lý do, hiểu cái ý nghĩa của nó ở một cái bài giảng sự ra đời và ý nghĩa cũng như là ứng dụng của số phức em nhé. Trở về với nội dung của bài học, thầy lấy ví dụ cái số phức z nào đó bằng 5 cộng với 7 đó. Thì đây là một cái số phức z, hay là số phức z, đây là có nhiều số thì ta hiểu đây là z một, đây là z hai đi, đó. Bằng trừ 3 cộng với 2y chẳng hạn. Đó, đây là số phức. Trong đó người ta gọi a, với số phức z bằng a cộng bi thì a được gọi là phần thực và b được gọi là phần ảo. Cụ thể trong cái số phức z một này này thì phần thực là 5, phần ảo là 7. Còn ở cái số phức z hai, phần thực là trừ 3, phần ảo là 2 nhé. Rồi, đấy là phần thực và phần ảo. Trong cái trường hợp nếu a mà bằng 0, tức là z bằng bi thôi, thì z bằng bi gọi là số phức gì? Thuần ảo. Thuần đó là chỉ có mà. Đấy, chỉ có cái phần ảo thôi. Đấy. Còn trong trường hợp mà b bằng 0 thì z bằng a, tức là đó nó là một số thực. Người ta gọi là số thực thôi chứ người ta không gọi là thuần thực nhé. Đấy là những cái định nghĩa thế nào là số phức. Đâu là phần thực, đâu là phần phần ảo. Rồi, thứ hai. Hai số phức bằng nhau.
hai số phức bằng nhau là hai số phức mà có phần thực bằng nhau và phần ảo cũng bằng nhau nhé. Ví dụ số phức z 1 bằng a cộng với b nhân y, và số phức z 2 bằng x cộng với y nhân với y. Thì nếu z 1 mà bằng z 2 thì tương đương với phần thực phải bằng phần thực, tức là a phải bằng x, phần ảo phải bằng ảo bằng phần ảo, tức là b bằng y. Đó, hai số phức muốn bằng nhau thì có phần thực bằng nhau và phần ảo cũng bằng nhau. Đấy. Ví dụ này, số phức giác 1 và bằng 5 cộng với 7y, nhưng số phức giác 2 lại bằng 5 cộng với 3y, thì hai số phức này không bằng nhau các bạn. Có phần thực bằng nhau nhưng phần ảo lại khác nhau nhé. Hoặc nếu số phức thứ 2 lần 3 cộng với 7y chẳng hạn, à, phần ảo bằng nhau nhưng phần thực khác nhau, thì hai số phức này cũng không bằng nhau. Đấy. Thằng này là 5 cộng 7y thì thằng kia cũng phải là 5 cộng với 7y. Và ứng dụng cái điều này nó giúp cho các em giải các bài toán đại khái như ví dụ tìm x, y để z1 bằng 2 cộng 3y, z2 bằng 2x trừ 1 cộng với y cộng 2 nhân y. Đấy, tìm x, y để z1 bằng z2, biết z1 là bằng 2 cộng 3y, z2 là bằng 2x trừ 1 cộng với y cộng 2 nhân y. À, theo định nghĩa thì chúng ta biết là hai số phức mà bằng nhau thì có phần thực bằng nhau và phần ảo cũng bằng nhau. Do vậy mà từ đầu bài ta sẽ suy được ngay là 2 thì phải bằng 2x trừ 1. Đúng chưa? Và 3 thì phải bằng y cộng 2. Đến đây thì đơn giản rồi. X sẽ bằng 3 phần 2 và y sẽ bằng 1. Đó. Đấy là hai số phức bằng nhau. Ta nạp quen với khái niệm nữa. Thứ ba, số liên hợp phức. Số liên hợp phức, nếu cái số phức z bằng a cộng bi thì một cái số phức z, ví dụ là z ngang nào đó, đấy, bằng a trừ bi, thì khi đó z ngang sẽ được gọi là cái số liên hợp phức của z. À, thì z ngang bằng a trừ bi là liên hợp phức của z. Và lúc đó chúng ta cũng hiểu ngược lại là a cộng bi cũng sẽ là liên hợp phức của a trừ bi. Thứ hai cái này gọi là liên hợp của nhau. Đấy. Thế đấy, ví dụ này z bằng 2 trừ 3y, thế liên hợp của nó là 2 cộng 3y đi, 2 cộng 3y thì liên hợp phức của nó là gì? Z ngang bằng gì? 2 trừ 3y. Phần thực như nhau nhưng phần ảo thì đối nhau. Đấy. Hay z bằng 1 trừ y thì liên hợp phức của nó sẽ là gì? À, liên hợp phức của nó là z ngang sẽ bằng phần thực như nhau, vẫn phải bằng 1 thôi nhé, nhưng phần ảo đối nhau. Cái này cộng với 1 y thì cái kia, à xin lỗi, cái này trừ đi 1 y thì cái kia là cộng với y. Đấy. À, 1 trừ y và 1 cộng y là hai cái liên hợp của nhau. Thì cái ý nghĩa của cái việc xét cái số liên hợp phức này thì trong cái phần mà phép chia số phức cho số phức thì em sẽ hiểu rõ hơn nhé. Đấy là cái khái niệm về số liên hợp phức. Thứ tư là biểu diễn số phức trên mặt phẳng tọa độ. Trên mặt phẳng tọa độ hay là trên mặt phẳng phức cũng vậy. Có nghĩa là trên cái hệ trục tọa độ OXY đấy. Đó, nếu một số phức z bằng a cộng b nhân y thì điểm m
có hoành độ là A và có tung độ là B sẽ biểu diễn cái số phức z này. Đây, ví dụ thế này. Với số phức z bằng A cộng BI thì trên phẳng OXY. Đấy, cái số phức z sẽ được biểu diễn bằng điểm có hoành độ là A nào đó và tung độ là B nào đó. Đấy. Đấy, ví dụ cụ thể đây. Bây giờ cho chúng ta cái số phức z bằng 2 cộng 3y chẳng hạn. Thì lúc đó cái điểm biểu diễn số phức z này sẽ là có hoành độ là 2 và tung độ là 3. Đây, điểm M có hoành độ là 2, tung độ là 3, biểu diễn số phức z. Hay cái số phức z 2 có tọa độ là trừ 3 cộng với y. À, vậy thì cái số phức z 2 sẽ được biểu diễn bằng điểm có hoành độ là trừ 3 và tung độ là 1, hoành độ trừ 3. Tung độ là 1. À. Đây, thì cái điểm N có hoành độ trừ 3, tung độ là 1 sẽ biểu diễn cái số phức z 2. Nhá. Đấy là biểu diễn số phức trên cái mặt phẳng tọa độ. À, đến cái phần tâm nhỏ. Rồi, mô đun của số phức. Nào. Mô đun của số phức. Nó cũng giống như vector thôi. Cái từ mô đun trong cái tình huống này nó được Việt hóa từ cái từ mô đùa trong tiếng Anh. Để chúng ta hiểu nó là chiều dài nhé, trong cái ngữ cảnh này hiểu là chiều dài. Ở cái mục số 4 á thì mình biết rằng như thế này, một số phức z bằng a cộng bi thì sẽ được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ bằng một cái điểm có hoành độ là a và có tung độ là b. Đấy, nó sẽ được biểu diễn bởi cái điểm m có hoành độ a và tung độ là b. Khi đó thì cái độ dài đoạn OM này, độ dài đoạn OM được gọi là mô đun của số phức z và ký hiệu là z. Rồi, để trong cái dấu mà trước nay ta vẫn quen đọc là trị tuyệt đối, nhưng mà bây giờ không phải nhé. Ký hiệu như thế này đối với số phức thì hiểu nó là mô đun nhé, chứ trong số phức không có khái niệm trị tuyệt đối. Em nhớ nhé, trong số thực thì có khái niệm trị tuyệt đối, còn trong số phức thì không. Mô đun của số phức z đúng bằng độ dài đoạn OM và bằng gì? Em nhận thế là định lý Pythagore thôi. OM sẽ bằng đoạn này bình phương cộng đoạn này bình phương, tức là nó sẽ bằng gì? Căn bậc 2 của A bình cộng B bình. Căn của A bình cộng B bình. Nhắc lại là với số phức z bằng A cộng BI. Đấy, thì khi đó z sẽ được biểu diễn bằng điểm, số phức z sẽ biểu diễn bằng điểm m có hoành độ là a, tung độ là b. Được chưa nào? Và độ dài đoạn OM chính là mô đun của số phức z. Ký hiệu mô đun của z bằng cái ký hiệu giống như trị tuyệt đối, đặt z bên trong, bằng căn bậc 2 của bình phương phần thực cộng với bình phương phần ảo. Rồi, thế này ví dụ, nếu với số phức z bằng 2 cộng với 3y thì khi đó mô đun của số phức z này sẽ bằng gì? Căn bậc 2 của 2 bình cộng với 3 bình và bằng 2 bình là 4, 3 bình là 9, tức là căn bậc 2 của 13. Ok chưa nào? Đấy. Hay là số phức z 2 nào đó bằng trừ 1 cộng y chẳng hạn thì mô đun của số phức z 2 này sẽ bằng bao nhiêu? Căn bậc 2 của trừ 1 bình phương cộng với trừ 1 cộng với 1y mà, cộng với 1 bình phương và bằng căn 2. Đó chưa nào? Đấy, đấy là mô đun của số phức z. Đến mục số 6. Số 6 nhé. Ta làm quen với các cái phép toán trên số phức. Phép toán
trên tập số phức thì có ba cái phép toán, đấy là phép cộng, cộng với trừ như nhau nhé, nhân và chia. Đấy, a là phép cộng hoặc là trừ. Trong đại số chúng tôi có biết rồi, cộng với trừ có vai trò như nhau, nhưng ở đây ta gồm là một. À, nếu z1 bằng a cộng b và số phức z2 bằng x cộng y thì để tính tổng hai số phức này, tức là z1 cộng z2 thì bằng gì? Sẽ ra một cái số phức mới, nó sẽ bằng lấy phần thực cộng phần tử, tức là a cộng b và phần ảo cộng với phần ảo b cộng với y với cả nhân y. Đó, và nếu lấy số phức z1 trừ z2 thì nó sẽ bằng gì? Lấy phần thực trừ phần thực, tức là a trừ x cộng với số phức mới sẽ có phần ảo bằng phần ảo của z1 trừ phần ảo của z2, tức là b trừ y nhân y. Đấy, thế đây ví dụ có con số cụ thể này. Nếu số phức z1 bằng 2 cộng 3y và số phức z2 bằng 1 trừ y thì z1 cộng z2 sẽ bằng gì? Phần thực cộng phần thực, 1, 2 cộng 1 là 3, phần ảo cộng phần ảo, 3 cộng với trừ 1 thành cộng với 2 y. Và z1 trừ z2 sẽ bằng gì? Phần thực trừ phần thực, 2 trừ đi 1 còn 1, phần ảo trừ đi phần ảo, 3 trừ đi trừ 1 thì còn 4, cộng với 4 y. Đó, thì cái phép cộng hoặc là phép trừ hai số phức thì rất đơn giản như vậy thôi. Đấy, hai số phức cộng lại với nhau sẽ ra một số phức mới, và số phức mới sẽ có phần thực bằng tổng phần thực của hai số phức ban đầu, phần ảo cũng bằng tổng của phần ảo của hai số phức ban đầu. Tương tự như vậy với hiệu. Đấy là phép cộng. B, cộng hoặc trừ. B là phép nhân hai số phức. Phép nhân hai số phức thì cũng tiến hành na ná như cái phép nhân đa thức với đa thức, là ná như vậy thôi. Công thức của chúng ta là gì đây? Nếu z1 mà bằng a cộng b, z2 mà bằng x cộng với y nhân y thì lấy số phức z1 nhân với số phức z2, kết quả sẽ cho ta ra một số phức mới, nó bằng a cộng bi này nhân với x cộng y này và bằng gì? Z1 nhân z2 sẽ bằng a cộng bi này x cộng y này, và nó bằng lấy phần thực này nhân với phần thực a nhân x cộng với a nhân với y nhân với y cộng với b nhân với x, b nhân với x nhân y cộng với bi, b nhân y dài. Đấy, và y nhỏ nhân với y nhỏ này thì đấy y bình. Đấy, sau đó ta cũng cộng nó thôi. À, nhớ rằng là y bình bằng trừ 1 em nhé. Vậy chỗ này là cộng với bi thì sẽ thành trừ đi bi, nên là phần thực sẽ là a nhân x trừ đi b nhân y. Còn phần ảo, ở đây ta đặt y làm nhân tử chung mà, thì phần ảo của cái số phức mới này sẽ là gì? A y cộng với b x nhân với y. Rồi, em chỉ cần nhớ quy luật thôi, chứ không cần nhớ cái công thức này đâu nhé. Nhớ cái cách ta làm thôi. Ví dụ với con số cụ thể z1 bằng 2 cộng với 5y, z2 bằng 3 trừ 4y, thì lúc đó z1 mà nhân với z2 thì sẽ cho kết quả là 2 cộng 5y nhân với 3 trừ 4y và bằng 2 nhân 3 là 6, 2 nhân với 4 là 2 nhân trừ 4 là trừ 8y, 5y nhân với 3 sẽ thành cộng với 15y, 5y nhân với trừ 4y sẽ là trừ 20 y bình phương. Đấy, hay bằng gì? Đấy, y bình phương thì bằng trừ 1,
trừ 20 nhân với trừ 1 sẽ thành dương 20. Dương 20 với 6 là dương 26. Ở đây chúng ta có 15y trừ đi 8y còn cộng với 7. 7y. Đó, đó chính là cái phép nhân của hai cái số phức với nhau. Rồi, bây giờ ta xét sang cái phép toán cuối cùng là phép chia hai số phức. C là phép chia hai số phức. Đó. Nếu cái số phức Z1 bằng A cộng B và số phức Z2 bằng X cộng Y nhân Y thì lấy Z1 mà chia cho số phức Z2, kết quả cũng sẽ cho ra một số phức A cộng BY chia cho X cộng Y dài nhân Y ngắn. Thì phép chia được thực hiện như thế nào? Nó được thực hiện như thế này. Ta sẽ nhân cả tử và mẫu với cái biểu thức cái số liên hợp phức của Z2, tức là A cộng BY nhân với Z2 là X cộng YY, thì số liên hợp phức của nó là X trừ đi YY, X trừ đi YY nhân Y chia cho X cộng YY nhân với X trừ YY là bằng. Lúc này thì tử ta thực hiện phép nhân nào, thức vi là thức và mẫu cũng vậy, ta sẽ được là AX trừ đi AY nhân Y cộng với B nhân X nhân Y trừ đi B nhân Y nhân Y bình. Còn dưới mẫu ta rất dễ nhận thấy đây là một hàng đẳng thức, ra A cộng B nhân A trừ B thì nó sẽ là A bình trừ B bình, tức là X trừ bình trừ đi y nhân với y nhỏ bình phương hay bằng. Trên tử ta tiếp tục rút gọn, chỗ này sẽ là gì nhỉ? Y bình bằng trừ 1 thì phần thực sẽ là a nhân x cộng b nhân y. Đấy. Cộng với bx trừ a a y tất cả nhân với y chia cho gì? X bình, mẫu là x bình trừ đi y bình nhân với y nhỏ bình. Nhưng ta nhớ là y nhỏ bình thì bằng trừ 1. Cho nên cái đoạn này nó sẽ bằng x bình cộng với y bình. Đó. Thế thì lúc này ta lại lấy ax cộng bi và chia cho x bình cộng y bình. Cộng với gì? Bx trừ ai chia cho x bình cộng y bình nhân với y. Đấy, thế là kết quả sẽ là một cái số phức mới. Và đây là phần thực, còn đây là phần ảo của nó. Và các hiểu cái ý nghĩa của việc nhân cả tử và mẫu với cái số liên hợp phức của Z2 để làm gì? Nó sẽ cho ta một hàng đẳng thức. Và em nhận thấy kết quả là x bình ở mẫu sẽ là x bình cộng y bình, thì nó sẽ là một số gì? Một số thực. Đấy, sau đó ta lấy phần thực chia cho phần thực. Đấy, phần ảo này chia cho x bình. Đấy. Các em cũng không cần phải nhớ cái công thức này đâu nhé, chỉ nhớ cái quy tắc thôi, là ta cứ lấy cả tử và mẫu rồi nhân với cái biểu thức liên hợp của mẫu. Để lấy ví dụ thế này, nếu số phức Z1 bằng 2 cộng 3y và số phức Z2 bằng 3 trừ 4y. Thế thì Z1 chia cho Z2 sẽ bằng gì? 2 cộng 3y chia cho 3 trừ 4y và bằng 2 cộng 3y nhân với 3 trừ 4y chia cho xin lỗi, nhân cả tử và mẫu cái biểu thức liên hợp thì ở đây sẽ là nhân với mẫu đang là 3 trừ 4y thì liên hợp với nó sẽ phải là 3 cộng 4y. Đấy, mẫu là 3 trừ 4y nhân với 3 cộng 4y. Rồi, bây giờ chúng ta thực hiện phép toán nhân đa, giống như nhân đa thức vi đa thức ở trên tử thôi. 2 nhân 3 là 6. 2 nhân với 4y sẽ cộng với 8y. 3y nhân với 3 là cộng với 9y. 3y nhân với 4y thành 12y bình phương.
bạn đem chia cho tử sẽ là a trừ b nhân a cộng b sẽ là a bình trừ b bình, tức là 3 bình trừ đi 4 y tất cả bình hay bằng. Nhớ là y bình phương bằng trừ 1, trên chỗ này chúng ta sẽ được trừ 12 cộng với 6 thành trừ 6. 8y cộng với 9y thành 17y. Chia cho mẫu là 9 trừ đi 16 y bình phương. Nhưng mà y bình phương bằng trừ 1, trên chỗ này sẽ là 9 cộng với 10, 16 bằng 2 nhau, là trừ 6 cộng với 7, 17 y chia cho 25. Hay ta viết nó thành gì? Trừ 6 phần 25 cộng với 17 phần 25 nhân với y. Đó, kết quả sẽ cho ta được một số phức mới, có phần thực là trừ 6 phần 25 và phần ảo là 17 phần 25 nhân với y. Đó chưa nào? Đó. À, nhân đây thầy cũng lưu ý thế này. Với các cái phép toán trên tập số phức đó, thì chúng ta đã có sự hỗ trợ của máy tính Casio, cái máy tính cầm tay nhé. Và trong nhiều tình huống thì các em có thể sử dụng cái máy tính nó hỗ trợ cho mình trong việc tính toán nó nhanh hơn. Ví dụ như kiểu thực hiện phép chia này, ta chỉ cần nhập phép chia vào máy tính nó sẽ cho ra kết quả ngay lập tức, bớt công chúng ta làm thủ công. Thế nhưng mà ban đầu thì các em không nên lạm dụng máy tính từ sớm, hãy cứ tính thủ công trước đó để nắm rõ được cái quy tắc tính toán. Và thêm một điều nữa là trong đề thi có những cái câu người ta gọi là chống máy tính đó, tức là có, nhất là những cái bài toán mà có chứa tham số thì buộc chúng ta phải nắm được cái quy tắc tính toán và tính bằng tay chứ không thể ấn máy được nhé. Cho nên thầy khuyên là ở những cái giai đoạn đầu cần chưa nên vội áp dụng máy tính để mà tính toán đó. Rồi, vậy là chúng ta vừa trải qua cái tiết học với những cái kiến thức rất là cơ bản về số phức. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.